Xin chào các bạn, lại là Bơm đây. Trong vũ trụ Skibidi Toilet, điều làm chúng ta hào hứng nhất chính là những trận combat sôi nổi hấp dẫn giữa binh đoàn Liên Minh và đội quân Skibidi Toilet. Chính vì vậy, Bơm làm video này để các bạn có thể thưởng thức lại top 10 trận đấu hay nhất. Để xếp loại, Bơm sẽ dựa trên 3 tiêu chí. Thứ nhất, quy mô trận chiến, có nhiều nhân vật tham gia vào không? Thứ hai, chất lượng trận chiến, có những pha combat mạnh mẽ, thú vị, hấp dẫn không? Thứ ba, ý nghĩa, mục đích của trận chiến, nó đem lại cảm xúc gì cho người xem? Bây giờ hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai Sting, uống bịch snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Top 10, trận đấu ở tập 19. Đây là lần đầu tiên Skibidi Toilet ba đầu khổng lồ xuất hiện. Với thế quân hiện tại của tập Camera Man rất khó để chống lại tên đầu to óc nhỏ này. Hơn nữa, tập Speaker và tập TV vẫn chưa tham gia vào trận chiến. May mắn thay, trước đó một tập, tức là tập 18, Titan Cameraman đã xuất hiện và tiêu diệt toàn bộ những con Skibidi Toilet trong tầm mắt. Đến tập 19, Titan Cameraman đã thể hiện sức mạnh thật sự của mình khi dễ dàng hành tên Skibidi Toilet ba đầu khổng lồ ra bã. Giật nước cái đầu thứ nhất, đấm sưng mặt rồi giật nước cái đầu thứ hai. Thảm nhất là cái đầu thứ ba, ăn trọn ngọn lửa nguyên tử từ lõi năng lượng của Titan Cameraman. Xin vĩnh biệt cô. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ bạn thấy nó không phê lắm, nhưng nên nhớ, 18 tập đầu chỉ là đánh đấm bằng tay chân, giật nước bồn cầu đơn giản. Có khá hơn thì là tia laser từ hai mắt của Z-Man. Không biết sử dụng linh hoạt hai tay cung lửa nguyên tử mới chỉ là lần đầu xuất hiện. Khi nhớ lại thời gian trước, trận đánh này đã làm Bùm rất phấn khích, thậm chí là hô to theo từng cú đánh của Titan Cameraman. Này thì to, mày hả bưởi, ăn lửa nguyên tử nè. Nói chung là khá ok với vị trí top 10. Top 9, trận đấu ở tập 55. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tên Skull Skibidi Toilet xuất hiện. Hắn đã phá vỡ chiếc xe tăng có khả năng chống lại ký sinh Skibidi, thứ mà quân đoàn liên minh chuẩn bị để giải cứu cho Titan Speakerman. Mô tả qua một chút, Skull Skibidi Toilet là tên Skibidi khổng lồ có cái đầu bằng hộp sọ. Hắn sở hữu khả năng khạc ra chất phóng xạ. Dung dịch màu xanh này sẽ ăn mòn và tiêu diệt toàn bộ mọi thứ mà nó chạm đến. Thật không may, Titan Cameraman đã bị tên UFO Skibidi đánh lạc hướng trước đó vài giây và rơi khỏi chiếc xe tăng. Thằng chó, mày lừa bố mày. Skull Skibidi Toilet đã tận dụng cơ hội này để tấn công. Và kết quả thì các bạn cũng đã biết, súng của Cameraman không hề hấn gì với hắn. Xe tăng thì hư hại hoàn toàn. Sau đó, Titan Cameraman đã trở lại cho hắn một đá rõ đầu vào mặt. Bạn thử nghe âm thanh này nha. Nữa không? Nữa nha. Thôi được đấy, cho tao chết đi. Sau đó là một viên đạn vào đầu để kết liễu hắn. Viên đạn này đã tác động ngược trở lại vũ khí trên tay của Titan Cameraman, khiến nó bị hư. Titan Cameraman rất tức giận vì điều này. Đây là trận đấu hay được xếp ở vị trí thứ 9 bởi vì Skull Skibidi Toilet rất châu bò và sở hữu vũ khí chất phóng xạ vừa mạnh vừa độc. Nó gây tổn thất lớn cho Titan Cameraman. Và đương nhiên, hay vì cú đá sấm sét này. Trời ơi, nữa hả? Kiểu gì? Top 8, trận combat trong tập 22. Ngay khi Z-Man tấn công Titan Cameraman và làm Titan bị thương nặng trong tập 20, hắn đã tổ chức một trận combat cực lớn với tập Camera. Lúc này, không ai ngăn cản nổi hắn, dù chống trả rất quyết liệt, nhưng toàn quân Cameraman đã phải bỏ chạy. Súng máy của Spider Cameraman không hề hấn gì với quân Skibidi Toilet. Z-Man dùng cặp mắt laser của mình để tiêu diệt mọi thứ trước mắt. Sau đó, hai anh chàng cameraman đã cố gắng giật nước bồn cầu, nhưng Z-Man lại hoàn toàn miễn nhiễm với điều này. Nani? Cái gì vậy bà nội? Thậm chí, hắn còn quay đầu ngược lại, tiễn hai anh cameraman dũng cảm ra đi nhanh chóng. Sau đó, tên Skibidi Toilet năm đầu đã tấn công cameraman POV, dù cố gắng chống trả, nhưng cuối cùng, cameraman POV vẫn không thể vượt qua. Trận đấu này hay vì ba lý do. Nó là một trong những pha combat tổng có quân số đông nhất từ trước tới nay. Đây là trận đấu chứa yếu tố bất ngờ, vì Z-Man là nhân vật duy nhất có thể miễn nhiễm với giật nước bồn cầu. Nó làm cho người xem cảm giác như hắn bất tử, không biết cách nào có thể tiêu diệt được hắn. Đây là trận đấu gây nhiều phẫn nộ, khi quân Cameraman thua liên tiếp ở cả 3 tập 20, 21 và 22. Top 7, trận đấu trong tập 54. Đây là pha solo cực gắt của TV Woman và Litchi Toilet. Nếu các bạn còn nhớ thì trong tập 29, tên Litchi Toilet này đã dùng khả năng di chuyển siêu tốc của mình để dễ dàng hạ gục toàn bộ cameraman trong tầm mắt. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã đằng xuất. Trong tập 54 cũng vậy,
Sau khi anh biết Cameraman hạ gục tên Spider Skibidi để giải cứu cho Cameraman POV, thì đã bị tên Litchi Toilet bất ngờ tấn công từ phía sau. Xin vĩnh biệt cô. Mà thật ra, có tấn công từ phía trước thì cũng không cản được. Bằng chứng là, sau đó Litchi Toilet đã liên tiếp hạ gục 3 Cameraman dễ như ăn kẹo. Súng của tất cả Cameraman trong trường hợp này là vô dụng. May mắn thay, TV Woman đã xuất hiện kịp lúc. Litchi Toilet đã mắc phải sai lầm. Thay vì bỏ chạy, hắn lại dùng cách cũ, đó là tấn công vào đầu TV Woman như tấn công vào đầu các Cameraman trước đó. Chuyện này không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho TV Woman, vì cô nàng có khả năng tách đầu ra khỏi cơ thể. Sau đó, TV Woman cũng dùng kỹ năng đóng băng và xoay tròn đầu trên không để đáp trả. Tên Litchi Toilet đã dính đòn, đứng yên bất động và bị kỹ sư Cameraman bắt được ngay sau đó. Trận đấu này hay vì Litchi Toilet là nhân vật phản diện có năng lực vô cùng đặc biệt. Tốc độ của hắn ta quá nhanh, bước di chuyển lại khó đoán. Hai nhân vật duy nhất có thể bắt được hắn là TV Woman và Titan Cameraman. Những nhân vật còn lại thì không ai đủ khả năng này, kể cả Titan Cameraman hay Titan Speakerman. Việc bắt sống được Litchi Toilet sẽ giúp đỡ rất nhiều cho quân đoàn liên minh. Từ giờ, không còn tên nào quấy rối các anh chàng Cameraman lỏ nữa. Một like cho TV Woman. Tập 6, trận combat trong tập 50. Đây là lần trở lại đầu tiên của Titan Cameraman sau khi được nâng cấp. Lúc này, trung tâm nghiên cứu của tập camera đang bị rất nhiều Skibidi Toilet tấn công. Chúng thuê nhau tàn phá mọi thứ xung quanh. Trong đó, tên Flame Skibidi Toilet là đáng sợ nhất. Hắn có kích thước khổng lồ, cùng khả năng phun lửa trên diện rộng. Nếu hắn ngửa mắt, tất cả những gì xuất hiện trước mặt đều bị cháy thành trò. Rất may, Titan Cameraman đã xuất hiện kịp lúc. Anh ta làm một cú chụp thật ngầu vào ngay giữa đoàn quân Skibidi Toilet. Hãy nhìn biểu cảm của hai tên Spider Skibidi này. Chúng vô cùng sợ hãi trước sự trở lại của Titan Cameraman. Sợ cũng đúng thôi. Sau đó, Titan Cameraman đã cho từng tên đăng xuất nhanh chóng. Mỗi tên một viên đạn là đủ. Tên Skibidi Toilet này tuy né được củ búa chém ngang, nhưng cú đập xuống thì có trời xuống đây mà đỡ. Riêng tên Flame Skibidi Toilet thì rất cứng đầu. Hắn định đánh lén Titan Cameraman bằng cách phun lửa vào anh. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Nhưng chuyện này không khác gì mũi đốt inox. Titan Cameraman nhẹ nhàng quay trở lại, cho hắn ăn trọn ngọn lửa nguyên tử. Đừng có gáy với anh. Sau đó, Titan Cameraman còn biểu diễn thêm một tuyệt kỹ mới. Đó là khả năng hút tên Helicopter Skibidi Toilet về phía mình. Bàn tay phát ra năng lượng màu xanh để giúp Titan không để tên Helicopter trốn thoát. Đập mạnh hắn xuống đất và kết thúc trận chiến. Trận chiến này hay vì nó cũng là một pha combat lớn với rất nhiều Skibidi Toilet xung quanh. Tuy nhiên, sức mạnh của Titan Cameraman là quá vượt trội so với chúng. Một mình anh có thể chấp hết cả đoàn quân Skibidi Toilet bằng vũ khí tuyệt vời, súng, búa thần, lửa nguyên tử, khả năng hút đối thủ về phía mình. Titan Cameraman đã cho tất cả mọi người được chứng kiến một màn biểu diễn vô cùng mãn nhãn. Đây đúng là sự trở lại của vị anh hùng sau 27 tập phim chờ đợi. Deadpool Boone đã không làm chúng ta thất vọng về Titan Cameraman version 2. Hơn nữa, nó là khởi đầu cho những trận thắng sau này của liên minh chính nghĩa. Tập 5, trận đấu trong tập 61. Trong không khí hân hoan đón nhận sự trở lại của Titan Speakerman nổi điện và tộc Speaker nói chung, Deadpool Boone đã đẩy niềm vui lên gấp đôi khi cho một nhân vật nữ mới xuất hiện, đó chính là Speaker Woman. Trong tập 61, cô đã có màn chào sân tuyệt vời đến mức không thể diễn tả nổi. Có nhắc nhở bao nhiêu lần thì nó cũng mê gái thôi. Speaker Woman thoải mái bước ra, nhảy múa trên đôi giày cao gót để đối mặt với tên Penguin Chiro Toilet như một lời thách thức. Chị này không sợ, ngon thì nhào vô đây. Penguin Chiro đã mở combat trước với tuyệt kỹ ánh sáng cực đại. Nhưng hắn đã không ngờ rằng Speaker Woman hoàn toàn miễn nhiễm với đòn này. Cô vỗ tay chọc tức hắn. Mấy trò trẻ con này kết hợp với Exeter đem về bắt chó thì được, chứ làm gì được chị mày. Penguin Chiro tiếp tục donate một quả tên lửa vào Speaker Woman. Và một lần nữa, hắn đã thất bại. Speaker Woman dùng sóng âm để phản đòn. Quả tên lửa bay ngược về phía hắn rồi nổ tung. Bây giờ mới là lúc cô thể hiện khả năng tấn công của mình. Móc hai cây dao từ đít ra, móc hai cây dao từ trong túi quần ra đặt lên đầu. Sau đó, dùng sóng âm đẩy vào về trước. Penguin Chiro không kịp phản ứng và ăn trọn hai cây dao vào mắt. Hắn gào khóc, hét lên câu vọng cổ. Ai đã cướp mất đôi mắt của tôi rồi? Từng ta đứng ta đứng ta rừng từng. Sau khi thưởng thức câu vọng cổ quá sức là tiêu chảy của Penguin Chiro, Speaker Woman không thể để hắn hát thêm.
có phải vì nghĩa diệt thần ngăn cản hắn làm cho cameraman và speakerman xung quanh ẻ trong quần. Speakerwoman đã dùng sóng âm đẩy mình về trước, làm một pha nhào lộn cực ngầu trên không, giật nước bồn cầu và kết thúc toàn bộ đại dịch tiêu chảy tại đây. Tình huống này được xếp ở vị trí thứ 5 không phải vì quy mô trận chiến, mà vì ý nghĩa của nó. Đây là trận đấu giới thiệu nhân vật mới rất hay và hấp dẫn. Thông qua nó, ta biết được nhiều điều về Speakerwoman, một cô nàng hiện đại, trẻ trung, đầy năng lượng, đối diện với trận chiến trong tâm thế thoải mái, không chút sợ sệt. Ngoài ra, cô còn sở hữu bộ kỹ năng công thủ toàn diện. Chắc chắn, Speakerwoman sẽ là một trợ thủ đắc lực cho quân đoàn Liên Minh trong thời gian sắp tới. Top 4. Trận đấu trong tập 51. Sau khi trở lại ở tập 50, Titan Cameraman đã tá xung hú đột vào giữa đội quân Skibidi Toilet trong tập 51. Ban đầu, anh dễ dàng hạ gục 5 tên Skibidi Toilet, riêng chỉ có máy bay Skibidi cuối cùng là mất rất nhiều thời gian. Hắn đã bắn 3 viên đạn về phía Titan Cameraman. Titan cũng đã đáp trả 2 viên đạn nhưng đều hụt. Vậy là nào để anh bắt được em? Để tao coi. Vì không hiệu quả nên Titan Cameraman đã chuyển sang đánh cận chiến, phóng thẳng đến, chụp vào đầu và mắt hắn, sau đó quăng hắn vào tòa nhà phía sau. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Chưa kịp hoàn hồn lại thì Titan Cameraman đã tiếp tục cho hắn ăn thêm 2 viên đạn lên đầu và thân dưới. Tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, thì tên máy bay Skibidi từ trong làn khói đen phóng khuôn mặt dễ thương cù tè phô mê què về phía trước. Titan Cameraman đã không làm hắn thất vọng, dùng tay trái nặng một cái vào mặt lì lợm nè. Tiếp theo là lửa nguyên tử để sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá. Và cuối cùng là giật nước để kết thúc trận chiến. Đây là trận đấu hay bởi sức mạnh và sự hấp dẫn của nó. Tất cả đòn đánh đều rất uy lực, từ cú chụp đầu, quay tròn trọi xuống đất, đến 2 viên đạn nổ vang trời, rồi một móc tay cực mạnh, và cuối cùng là lửa nguyên tử. Titan Cameraman đã làm tất cả những gì có thể để tiêu diệt Skibidi Toilet cho bò này. Nói chung là xem xong cảm thấy rất sướng và đã tay. Top 3. Trận đấu trong tập 58. Chắc chắn các bạn còn nhớ trận đấu này. Ngay sau khi Titan Speakerman được giải cứu khỏi con ký sinh Skibidi, anh ta đã nổi giận, nhanh chóng quay về nơi cư trú của tộc Speaker để giải thoát cho đồng bào của mình khỏi đợt tấn công của quân đoàn Skibidi Toilet. Trên đoạn đường giải cứu này, một siêu phẩm combat mới đã xuất hiện, và đó là ở tập 58. Sau khi hàng loạt cameraman bị hạ sát bởi Skibidi Toilet, Titan Speakerman đã xuất hiện đầy bất ngờ. Rồi, mày xong rồi. Một đạp, một đạn, một đạp nữa, một đạn nữa. Bay lên, lẫm thằng helicopter lõ. Cái gì? Mày dùng 2 cọng chỉ đó bắn tao á? Để tao dạy mày bắn. Lên đường. Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi. Chỗ này không phải đáp việc, mày đáp cho ai nghe đó. À lôi nè. Titan Speakerman tạo ra một cuộc tàn sát nhanh đến mức chóng mặt. Trong vỏn vẹn 9 giây, anh giải quyết 5 tên Skibidi Toilet gọn gàng. Sau đó, một tên Skibidi định lánh lén Titan nhưng bất thành. Nó là bị Titan tóm gọn, bị ăn một viên đạn ngay giữa mặt. Vẫn tưởng mọi việc đã kết thúc tại đây, thì điều bất ngờ đã xảy ra. 10 tên helicopter bao vây Titan Speakerman, đồng loạt xả đạn khiến khối bay mù mịt. Tiếng nổ vang trời sau đó làm chúng ta lo lắng cho Titan. Nhưng một lần nữa, Titan Speakerman đã không làm người xem thất vọng. Anh bay thẳng lên trời, giơ hai tay ra, quay tròn và sử dụng tuyệt kỹ nã đạn liên thành. Tất cả helicopter ra đi ngay lập tức. Xem lại nhé các bạn. Bay lên nè, xoay tròn nã đạn nè. Bum 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 bum. Làm gì kêu tên em hoài vậy anh? Ta bắn chứ kêu tên mèo nào. Một cảnh tượng phải nói là hoành tráng nhất từ trước đến nay. Chưa bao giờ Bùm lại thấy nó đã như vậy. Đây là một pha combat hay và quá xứng đáng ở vị trí thứ 3. Chỉ trong vòng 30 giây, một mình Titan Speakerman đã hạ gục tổng cộng 16 tên Skibidi Toilet. Một sự trở lại quá ngoạn mục của Titan. Anh ta đã chứng minh sức mạnh vượt trội của bản thân. Nó không chỉ là vũ khí, mà còn là tốc độ, kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Kể cả Titan Cameraman cũng phải bất ngờ trước những gì mà Titan Speakerman đã làm. Top 2. Trận đấu trong tập 47. Thời điểm này Titan Speakerman vẫn còn bị điều khiển. Z-Man sai khiến Titan Speakerman dẫn dụ Titan TV-Man về căn cứ của mình. Thật không may, Titan TV-Man đã bị trúng kế và lọt vào cái lưới giăng sẵn của Z-Man. Mày lừa bố mày. Một mình anh đã phải chiến đấu với rất nhiều Skibidi Toilet, trong đó có cả Titan Speakerman đang bị điều khiển. Khi Titan TV-Man vừa xuất hiện, Z-Man ngay lập tức dùng tia laser để tấn công vào ngực anh. Ráng nhịn cơn đầu, Titan TV-Man phán đòn bằng thuật kỹ thiêu đốt bằng ánh sáng. Z-Man thấm đòn kêu gào trong đau đớn.
Thật không may, một tên Skibidi Toilet đã lánh lén từ phía sau, dùng máy cưa cắt đứt cặp loa của Titan TV Man. Titan TV Man đã rất khó khăn để giải quyết tên này. Tuy nhiên, Z-Man cáo già lại tiếp tục đánh lén, bắn laser lần nữa vào Titan TV Man, làm hư hại toàn bộ vũ khí của anh. Titan TV Man dùng móc kéo Z-Man lại và sử dụng tuyệt kỹ ánh sáng thiêu đốt. Ngay sau đó, Titan Speaker Man xuất hiện đâm một dao vào đầu Titan TV Man. Lúc này, Titan TV Man đã không còn khả năng phản kháng, liên tiếp ăn đạn của bè lũ Z-Man. Nhưng rất may, anh đã kịp dịch chuyển tức thời để tự cứu mình một mạng, cũng như không bị con ký sinh Skibidi điều khiển. Trận đấu này để lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Nó là nỗi buồn dành cho tất cả các fan hâm mộ Titan TV Man. Anh đã bị thương rất nặng và cho đến nay vẫn chưa thể xuất hiện trở lại. Đây cũng là tình huống chứng minh độ mưu mô xảo trá gian ác của Z-Man. Hắn đã dụ dỗ thành công Titan TV Man vào cái bẫy của mình. Xong, cũng phải dành lời khen cho Z-Man vì khả năng điều bình khiển tướng. Sự kết hợp của bè lũ Z-Man đã quay Titan TV Man như chồng chóng. Dù Titan có mạnh đến đâu thì vẫn không thể địch lại. Tóm lại, khả năng kết hợp để chiến đấu của đội quân Skibidi Toilet được dẫn đầu bởi Z-Man là không thể xem thường. Ok, bây giờ là trận combat hay nhất từ tập 1 đến tập 62. Bạn có đoán ra đó là trận đấu nào không? Tập 1, đương nhiên là trận đấu giúp giải thoát Titan Speaker Man trong tập 57 rồi. Có rất nhiều điều phải nói trong tập phim này. Titan Speaker Man được giải thoát là niềm vui, nhưng bên trong còn là nỗi buồn của Blender Cameraman và anh chàng Sad Boy. Chúng ta cùng xem lại nội dung chính của trận combat này nhé. Đạt Phúc Bùn đã rất tâm huyết trong phần cảnh giải thoát cho Titan Speaker Man. Anh đã phá lệ, dành hẳn 2 phần cho tập 57. Trong đó, phần 1 được mở đầu bằng cảnh Titan Speaker Man đang tàn sát quân đoàn liên minh phía dưới tòa nhà. Titan Cameraman đã đến để ngăn cản, không để mọi chuyện tiếp tục tệ hơn. Titan Speaker Man chủ động tấn công trước. Titan Cameraman dùng mái nhà làm tấm khiên, tiến lại gần Titan Speaker Man và cho anh ta hai đấm phải trái. Titan Speaker Man bay về sau để né tránh, nhưng đã bị Titan Cameraman hút lại và đập về tòa nhà phía sau. Tiếp theo là một cú đạp để khống chế Titan Speaker Man. Còn Z-Man thì vẫn giữ thói quen cũ, hắn xuất hiện đánh lén Titan Cameraman bằng tia laser. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Titan Cameraman nhanh chóng xoay người về sau, bay thẳng về phía Z-Man, ghi hắn xuống đất và tạo ra một vụ nổ lớn. Phân cảnh tiếp theo là tình tiết buồn nhất của Skibidi Toilet từ trước đến nay. Blencher Cameraman đã dũng cảm nhảy lên lưng Titan Speaker Man để tiêu diệt con kỹ sinh Skibidi. Thật không may, anh đã thất bại và bị Titan Speaker Man bóp nát chân, quăng xuống đất. Trận đấu lại tiếp tục với phần 2 của tập 57. Titan Cameraman và Z-Man trao đổi chiêu thức laser và lửa nguyên tử với nhau. Sau đó, Titan Cameraman đã cho một búa chơ dán vào đầu Z-Man. Sao mà đó được? Dạ. Sao mà đó được? Không nghỉ ngơi gì nào, anh tiếp tục nhảy bổ vào Titan Speaker Man ngay lập tức. Một tên Skibidi Toilet đã lợi dụng thời cơ tấn công Titan Cameraman, nhưng hắn đã bị tiêu diệt gọn. Con ký sinh Skibidi từ xa bay đến cũng chịu chung số phận cho tối đánh lén của mình. Tiếp tục, Titan Speaker Man bắn vào lưng Titan Cameraman. Rất may, lúc này TV Woman đã xuất hiện, kết hợp cùng với Titan Cameraman để khống chế Titan Speaker Man, cũng như tiêu diệt con ký sinh Skibidi. Sau đó, Blencher Cameraman đã được TV Woman cứu, nhưng anh chàng Sad Boy thì không được may mắn như vậy. Đây là trận combat cực kỳ xứng đáng với vị trí top 1 vì những lý do sau. Wow, các bạn thấy không, trong suốt 3 phút ở cả 2 phần của tập phim, trận combat diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, đoạn nào cũng có pha đánh đấm hay và mãn nhãn. Thứ hai, đây còn là trận chiến có nhiều nhân vật chính nhất: Titan Speaker Man, Titan Cameraman, Z-Man, TV Woman, Blencher Cameraman, Sad Boy. Thứ ba, chiến thắng đôi dành cho quân đoàn liên minh. Cuối cùng thì Titan Speaker Man đã được cứu, còn tên Z-Man thì đã bị thương nặng. Thứ tư, quá nhiều cảm xúc trong một tập phim. Niềm vui chiến thắng được trộn lẫn với nỗi buồn khi người hùng Blencher Cameraman đã bị hư hại nghiêm trọng và anh chàng Sad Boy thì không được cứu, làm cho chúng ta nửa vui nửa buồn, một cảm xúc khó nói, bứt rứt sau khi xem hết tập phim. Tóm lại, trận chiến trong tập 57 hay ở cả 3 yếu tố: quy mô trận chiến, chất lượng của những pha đánh đấm và ý nghĩa của cuộc chiến, quá xứng đáng với vị trí top 1.
Trên đây là top 10 trận chiến hay nhất trong vũ trụ Skibidi Toilet theo quan điểm cá nhân của Bùm. Còn các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn yêu thích series phân tích Skibidi Toilet này, hãy like, đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ thông tin thú vị nào ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!